đúng chưa? Sau đó nếu cầu thủ tấn công phạm lỗi, đúng không? Tấn công phạm lỗi thì gì? Rồi hậu vệ phạm lỗi tay đi tay phải lắc cờ nhẹ, sau đó chỉ hướng chết tấn công biết là phạm lỗi. Nếu có thẻ nên thì được thế này. Ta biết đây là gì? Bóng đã được qua lớp đầu tiên nhập. Và lúc này trọng tài thấy rồi, trọng tài nó còn cái mình chỉ hướng, được chưa? Để xác định người gì bóng đã ra và tiếp tục trở lại sân, hoặc là gì bóng đã trên không cuốn vô rồi đi từ ngoài cuốn trở lại sân, còn tiến lên xác định nhìn bóng à xác định bóng ra hết và chỉ hướng, hoặc là gì bên đây xác định à bóng đã cuốn ra giờ là coi gì chỉ hướng và nhìn cái tay vào cái tập nhẹ nhàng tập chứ chưa bao giờ mình chẳng đến vậy đâu. Đó là gì? Chuyển hướng bóng ra rõ ràng, chỉ bên trái hay bên phải, bóng từ ngoài cuốn vào giơ cờ đó không tính đi tồn tại và sau đó chuyển hướng, được chưa? Và cái cuối cùng cái gì tiếp theo là gì? Không xác định được ai là người nhắn tin, giữ cờ lên mắt nhìn mắt đi tồn tại, tồn tại ra tay trái à trái chuyển xuống từ ngoài trái, nếu tồn tại chỉ phải luôn thì gì? Chỉ phải đều phải luôn, tức là mình không xác định được ai là người chạm bóng cuối cùng chạm ở trong sân. Thì thường thường là gì? Cái hợp với chiến đấu, nếu chạm với sân, nhìn tôi ra tay, trái, tôi chạm, tôi đẩy tay, để gì? Giúp. Học nhiều lắm, không tốn tiền đâu. Rồi, các bạn xem. Đây, chỉ hướng rõ ràng, bóng ra, thì chỉ hướng. Được chưa? Xin lỗi đem viên, cái đem viên, số là cái gì? Chưa xem luôn ta. Chúng ta có bên chúng ta, không chấp thành ngồi. Đó, từ từ.